Ui. Xin chào tất cả các bạn từ Manakara. Đây là một cái thị trấn ở miền đông của Madagascar. Thì hôm nay mình đây đang có mặt ở đây thì mình cũng đang đi tìm kiếm những cái câu chuyện xung quanh đời thường cuộc sống của người dân ở xung quanh đây để có thể chia sẻ cho các bạn đây. Và ở đây là đang là buổi sáng các bạn ạ. Mình đang chọn cái phương thức là đi xe xích lô để có thể đi dạo xung quanh và có thể nhìn ngắm được mọi thứ được chậm hơn và có thể rõ hơn. Những cái dạng dừa ven biển rất đẹp này. Và các bạn thấy là tuy cái đường cát thôi nhưng mà đấy, nhưng mà phương tiện thì ở đây mọi người cũng chỉ là đi xe đạp và đi bộ như thế này thôi này. Đằng trước kia của mình là cũng có tầm 5-6 người, người ta cũng đi bộ. Đây, nhìn bạn này, bạn ấy chở khách mà đi qua cái đường cát này mà phải dòng bộ này. Nhưng mà đây là cái công việc của người ta ở đây là như vậy các bạn. Đi về cái chỗ mà biển như thế này đây thì bây giờ mình đang trong đầu của mình đang muốn là đi tìm cái hải sản gì đó tươi sống các bạn ạ. Thì hôm qua mình cũng có tìm hiểu thì gần đây có một cái chỗ mà người ta hay cập bến đi đánh cá vào buổi sáng. Người ta cũng hay bán ví dụ như là tôm hùm hay là cua rồi các thứ ấy. Đấy, thì bây giờ mình đang trên đường tới đấy đây. Đấy, phải xuống đi phụ bạn này không là mình... Tuy mình cũng gầy thôi nhưng mà để bạn ấy rong xe nhìn tội quá. Đấy, cái cuộc sống làng quê ở Madagascar nó như vậy đấy các bạn. Mọi thứ nó rất nhẹ nhàng và nó cứ êm đềm ấy. Nó không có kiểu của liên quan gì đến công nghiệp ở cái đất nước này cả. Salama. Một cái giếng nước rất sâu. Đây mọi người đang bán khoai lang các bạn ạ. Thì bán cho người dân xung quanh đây. Hello. Và đây là một cái gia đình đang làm chài, người ta đang sửa lại lưới. Salam. Đây mình đã có mặt cái chỗ mà mọi người dân làng chài người ta hay cập bến vào buổi sáng đây các bạn. Thì đằng xa kia đây mình đã thấy một cái thuyền. Và đây góc này người ta cũng có cập mấy cái thuyền này. Go. Here. Các bạn nhìn những cái biển buổi sáng sóng cũng khá nhiều và dữ dội. Và những cái hàng dừa này cũng rất đẹp. Nhưng mà nhìn kìa, cái cách người ta mà đi bắt cá, các bạn thấy là bằng những cái con thuyền rất thô sơ. Mình không nghĩ là đến đây phải thuyền to cơ các bạn. Mà ai ngờ đâu này, đây, thuyền kìa. Đấy, cách người ta đi bắt cá là cũng kiểu như là cũng rất thô sơ các bạn ạ. Người ta cũng chưa có những cái con thuyền to để có thể là tận dụng hết được, khai thác được những cái cá ở ngoài này. Thì bây giờ đây, có một cái con thuyền đang cập bến đây thì mình thử chạy ra xem là người ta sẽ bắt được con gì nha các bạn. Wow, nhìn như muốn lật thuyền luôn quá các bạn ơi. Do you have something? Lagusta. Tusak. Đây đằng xa đây cũng có hai con thuyền đang ra, cũng thể đang đi bắt cá đấy các bạn. Thuyền đây, thuyền to như thế này này. Mà các bạn nhìn cái những con thuyền này
Giữa những cái trận sóng lớn như thế này đúng là nhìn mỏng manh dễ vỡ thật. Nhìn cái muốn lật tung thôi à. Nhưng mà ở đây thì người ta quen như vậy rồi thì đối với người ta là chuyện nhỏ. Những cái thuyền như thế này chỉ hợp cho kiểu như là đánh gọi là đánh gì nhỉ, đánh bắt ở trong hồ thì hợp lý hơn. Cái mắt thường của mình thì thấy là chỗ này có hai người nhá, đằng xa ngoài kia nữa còn có mấy người nữa cơ các bạn. Thì hôm nay mình rất háo hức, không biết là tí nữa thì một lúc xem là những cái người kia người ta về thì sẽ có những cái con gì đây. Đây là hai những cái thành phẩm mà mọi người đi bắt được đấy. Wow, cua này. Crab ấy. Wow. Crab. Crab hả? Cua này các bạn. À. À, good. À, lại con tôm hùm nữa các bạn, hai loại tôm hùm khác nhau. Một con đỏ này. Ri. Hả? Đây là một con cá đuối này các bạn. Rồi. Xem còn cái gì nữa. I'm going to go to the house. 40. Bây giờ mình đang bây giờ chắc là sẽ mua hai con tôm hùm này các bạn ạ. Đấy. Khá là nặng ngay chỗ này chắc phải tầm ký 3 ký 4 ấy. Ui ui. Đi về đây ăn tôm hùm quá trời này. Pretty. 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 40. Okay. Đây bây giờ mình sẽ mua ủng hộ hết luôn cả chỗ. Nói chung bây giờ là mọi người đi mua bắt được con gì là mình sẽ mua hết. And fish. Fish. How much? 10. How much? 10. 10. 10. 20. Ok rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ mua tất cả những cái loại cá mà mọi người vừa ấy được thì mình sẽ mua ủng hộ mọi người luôn. Ok, see you.
Bạn nấu lên cái quán xe à? Cái vấn đề ở đây là mình sẽ mua hết nhưng mà mình không có chỗ nào mà nấu. Thì bây giờ mình sẽ nhờ chị ở đây sẽ ăn nấu cùng với mình. Nhưng mà tất nhiên là tất cả cái số mà ví dụ tôm hùm hay là cua hay là con cá như vậy rồi mình không thể nào mình ăn hết được. Nhưng mà giờ mình sẽ về, mình sẽ nấu cùng mọi người và ăn cùng mọi người luôn các bạn. Go. Trước khi đi về thì mình sẽ ra chỗ này để xem là những cái thuyền khác ở đây thì người ta đang làm những cái gì, xem người ta ở đây có những cái con cá gì không. Đằng trước này đây có cái chị có cả bán mang cả cà phê và trà salam à, để có thể cho những cái người chồng người và những cái người đi thuyền đây để có thể mua để ăn. Đấy, các bạn thấy là tất cả những thuyền rất thô sơ này. Ô, đánh bắt kiểu này như là đúng thời xưa như thế nào là bây giờ đúng như vậy luôn các bạn. Đấy. Đấy, còn lại có một cái thuyền cập bến rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ đi về nhà và chế biến nha các bạn. Đã thật, vừa đi cập bến cái là thôi chơi ngay đồ hải sản này, ăn thế này nó mới sướng. Ăn thế này là thôi là khỏi ốm luôn rồi các bạn. Ở đây mọi người đang cất nhà đây các bạn ơi. Salam. Chị đang mời về nhà, vào trong nhà tham quan. Ok, thank you. Yes. Mình không biết là bây giờ mọi người sẽ chế biến theo kiểu gì nữa nhưng mà thử chờ đợi xem nha các bạn. Nhìn những cái con cua con tôm này thôi là đã thấy đủ no rồi này. Nhà cô này cô lại có cả một loại tôm hùm gì nữa rồi các bạn. Cái tôm hùm này thì mình không biết là tôm hùm gì không. Không biết là có ngon bằng loại kia không ta. Nhưng mà chỗ kia nhiều quá các bạn ạ. Nhưng mà cho các bạn xem này. Nhiều loại tôm hùm nhỉ. Ở đây đúng là đồ hải sản phong phú. Đây, các cái chậu này đây. Nhỏ này đang đi lấy lửa đây. Thì cũng có thể đây là cái cách truyền thống và nhanh nhất thì mọi người sẽ nướng các bạn ạ. Chị này đây lại mang khoe cho mình hai con cua này. Ôi, xê bông. Lạ nhờ. Rất nhiều loại cua khác nhau các bạn ạ. Đây cua này đây lần đầu tiên mình gặp trong đời luôn này. Trời, đã không. Cầm cua nặng trịch luôn các bạn ạ. Con này mình xem nào. Tầm chắc phải tầm hơn 3 lạng, 4 lạng đấy các bạn. Rất nặng luôn đấy. Đấy, giờ cô ấy sẽ lọc ra từng cái một. Cua thì sẽ để sau này. Ở những ngôi nhà ở đây thì mình thấy nhà nào cũng có một cái tấm năng lượng mặt trời để
có thể bấy để tối chắc là thắp điện ở đây. Ở đây có vẻ là những cái điện hơi kém hoặc là không tới được. Rút cái ruột của con tôm hùm ra. Không những là cái cách mà bắt ở đây mọi người còn nguyên thủy, thì về đây mình ăn cùng mọi người đây thì cái cách chế biến của mọi người đây là nói chung là mình nghĩ là cũng rất đơn giản và cũng nguyên thủy thôi các bạn. Thì đây đúng là một cái trải nghiệm tuyệt vời nữa khi mà mình ở Madagascar. Đấy, ở cùng người bản địa và ăn những cái con hải sản vừa mới bắt được và đi vào trong nhà người ta. Đây mình cũng chưa bao giờ mình ăn cá, con cá này bao giờ cả. Đúng, đi mỗi ngày là một cái... Mọi thứ đều nhiều cái là toàn lần đầu thôi các bạn. Toàn lần đầu làm chuyện đấy thôi. Những người đàn ông thì đảm nhận việc đi đánh bắt cá xa bờ. Phụ nữ thì ở nhà lo đi bán và... Ví dụ như mình đây là có thể nấu ăn ở đây này. Hai em nhỏ này đi mua dầu ô lưu, rồi cà chua này. Đấy, đi về để nấu ăn đấy. Hello. Con này thì mọi người đổ một ít nước sôi lên trần qua các bạn. Cô đang luộc khoai. Cà phê đây các bạn. Đây chú đang mời mình uống cà phê nữa. Mấy em nhỏ này thì đang lọc những cái lớp da bên ngoài của con cá đuối này. Trời. Nhìn cái đồ ăn này cái là thôi là muốn khỏi bệnh luôn rồi các bạn ạ. Đúng là trong hành trình này nhiều cái thăng trầm các bạn. Lúc buồn, lúc vui, thế này thế kia. Mình thích đi kiểu như kiểu nó như thế này các bạn. Không thích kiểu đi theo tour ấy. Đi theo tour nhiều khi người ta cứ đặt mình đi chỗ này, ăn chỗ này, mình đâu có thích đâu. Mình đi mình thích tự khám phá kiểu này. Nhiều lúc công nhận là không thể nào tránh khỏi những cái trải nghiệm như là tập trước mình ốm trận như vậy. Nhưng mà nó chỉ là cái phần hy hữu thôi các bạn. Đa số còn lại thì tất cả mọi thứ đều tuyệt vời hết. Rồi, làm ly cà phê đã các bạn. Merci. Chị bên này đang gạ mình mua cả chỗ tôm này nữa. Nhưng mà chỗ này có hơn 200 nghìn thôi các bạn. Nhưng mà nhiều quá là mình không thể nào mình mua ủng hộ thêm được nữa. Tại vì như cái chỗ này đây mình đã không ăn hết rồi. Ý mình phải để tất cả mọi người cùng gia đình cùng ăn cùng rồi các bạn. Đấy, những người làng bình thường đây thì các bạn thấy là người ta chỉ luộc những cái củ khoai, củ sắn người ta bán thôi các bạn. Thì hàng ngày ở đây thì ví dụ như khách như mình đến đây là cũng hiếm ấy. Nên là để mà có một vị khách mà như đến cái mà mua được tất cả những cái này đây thì cũng khá là khó ở đây.
Ôi trời ơi, ngon không hề các bạn ơi. Thế nào mà kiểu như mình mới ốm dậy xong không các gì kiểu như ốm nghén vậy các bạn ấy. Thèm đồ chua các bạn ạ. Chết giờ đây. Ủi cua ngon đấy nào. Được ngon ạ. Đấy, những cái gia vị này đây đang để nấu tôm này các bạn. Mình nghĩ là vậy. Người ta chị này chị cho gừng với là cái dầu này vào. Và một cái gói kiểu như gói ngũ vị hương ở Việt Nam mình vậy. Đấy, các bạn thấy đây là cái cách chế biến và nấu ăn của người dân làng chài ven biển vùng đông của Madagascar. Thì các bạn như thấy đơn giản như cái thớt kia mọi người là không biết mọi người nấu ăn hàng ngày như thế nào, nhưng mà các bạn nhìn cái thớt kia thì cũng có vẻ là mọi người, cái phong cách của mọi người nấu là cũng đơn giản và nhanh chóng ấy các bạn. Cá đuối thì chú sẽ nấu theo kiểu này đây. Chú sẽ nướng lên. Mấy em nhỏ này đi cả bán hàng này các bạn này. Đấy, mang bán cả sữa chua rồi nước ngọt này. Đấy, bán cả cái bánh này nữa các bạn. Đây, em nhỏ này đi bán này. Kem đá. Đấy, các bạn thấy là mọi người kiểu như ở đây cũng không đi học thì kiểu cũng đi phụ để gia đình để kiếm thêm tiền đấy các bạn. Đấy. Bé thôi nhưng mà rất ngoan. Cái mặt bên này là đã được hình như gần được rồi này. Đây mọi người cũng không thể nào để kiểu như tránh gần lửa trực tiếp lâu quá, tại vì nó con này có vẻ là dễ chín. Hai anh chàng này chắc là vừa đi biển về. Đây, cùng thử theo chân đi. Hello. Oh, can I see it? Wow, sit there. Can I see it? Đây các bạn thấy hai anh này đi biển từ tối qua về đây thì xem là cái sản phẩm này, loại cá này. Mami ở đâu cơ? Bên này nữa này. Đấy. Mình không biết là với cái số cá này thì không biết mọi người sẽ làm theo kiểu gì đây các bạn. Nhưng mà mình nghĩ thì chiều thì vợ sẽ đi bán, nếu mà không được thì sẽ đi, nếu không bán hết thì chắc là đi phơi quá. Sau này mà đất nước mà phát triển hơn chẳng hạn thì cái làng chài này cũng có thể là đầu tư thêm cái thuyền kiểu như thuyền bằng động cơ chẳng hạn, đi đánh bắt xa bờ hơn này. Thì mình nghĩ là cái độ phát triển ở làng này sẽ cao hơn đấy các bạn. Có thể đi bắt được nhiều cá hơn và đường xá đi lại thuận tiện hơn, giao về thủ đô bán được nhiều hơn. Nhưng như bây giờ đây thì mình thấy là cái quy mô của mọi người là chỉ dùng những cái thuyền đơn giản, mọi người chỉ đánh bắt gần bờ thôi các bạn. Quá nhiều cá và những cái tiềm lực mà vẫn còn chưa được đánh bắt hết đấy các bạn. Không những ở làng chài này mà tất cả ở Madagascar thì mọi thứ nó vẫn còn thô sơ. Yeah,
Hello. Mình đang thử theo chân hai chị đây xem là mọi người sẽ xử lý cái cá mà đi bắt được ở chồng đi bắt được từ nãy thì đi thế nào đây. À, có cân này. À, hình như là đi bán lại sao đấy các bạn. Bán lại đây hình như là một những cái nhà chuyên thu mua cá. À, đây như chị này cũng một gia đình nữa này. Thì chị này đây đang lọc những cái loại cá. Chị cân nhờ thôi. Chị cân nhờ là mỗi loại là bao nhiêu lạng, bao nhiêu cân để chị ấy biết. Đây là một cái gian bếp trong nhà này. Và gian bếp trong nhà ngay xung quanh bọc là cũng toàn củi thôi, dễ cháy lắm này. Quay trở lại với con món cá của chúng ta là đã xong rồi. Tôm bây giờ là chú cũng rạch một đường giữa ra để chú nướng các bạn ạ. Cái gì mà ăn bốc thấy vẫn ngon các bạn ạ. Xem nhá. Good. Thơm lắm các bạn ạ. Tuyệt vời luôn các bạn. Ngon. Gia vị mọi người ướp thơm lắm. Mà thịt nó không kiểu như nó gắn liền với nhau ấy, nhưng mà ăn ngon lắm các bạn. Nướng một cái lửa từ từ đó các bạn. Thì tí thịt nó chắc ngọt thơm ngon lắm đấy. Đấy, tầm này là những cái người đàn ông trong gia đình mà đi biển là bây giờ là cũng về rồi các bạn. Trong thời gian này thì mọi người các bạn thấy là đang tập trung nấu cơm. Mỗi nhà một cái nồi, nhà này thì đang nấu trong này. Đây là cái quán tạp hóa ở trong ngôi làng này đây các bạn. Rất nhiều gạch và thịt nha. Cái này mình nhìn nó hạt kiểu như là hạt trứng cá vậy các bạn. Kiểu như một cái hương vị như là sô-cô-la hay là vani vậy các bạn. Ừ, này thơm lắm các bạn. Thì có thể đây là một cái hương liệu đặc trưng ở đây. Thì chắc là chị muốn bán cho mình nhưng mà mình thì mình không cần. Cua đã xong rồi các bạn. Cái khoảnh khắc mà bây giờ là tất cả mọi người đã nấu ăn xong hết rồi các bạn. Thì giờ mình sẽ vào trong nhà của cô chú ở đây sẽ ăn cùng gia đình đấy các bạn. Ok, mời các bạn cùng vào thưởng thức cái đồ mà hải sản tươi sống. Rất ngon, bổ rẻ, rẻ như cho các bạn ạ. Wow. Wow.
Các bạn nhìn hấp dẫn không này? Thank you. Đây, bữa cơm của chúng ta đây các bạn. Và tất cả các bạn cùng ăn nhá. Giờ mình sẽ thử con cua trước này. Ui ôi. Chờ. Mọi người ở đây thì chắc là ăn cua các thứ là cũng nhiều lắm rồi này. Tại vì ở đây các bạn thấy là mọi người là công việc là đi làm chài được các thứ ấy. Thì nhiều khi không bán được thì mọi người mang về ăn ấy. Những cái thịt của nó là đúng rồi. Mọi người ướp cà chua vào là vị rất đậm đà các bạn ạ. Đúng rồi, ăn cái càng này này. À đây. Ui. Đập hẳn cái càng này ăn ra cho sướng đây các bạn. Đấy. Ồ. Này. Họ nhìn đã. Cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Ngon quá. Mọi người ướp thịt các thứ là kiểu gia vị đầy đủ rồi các bạn. Nên là ăn bây giờ là cái vị nó ngấm vào trong thịt vào. Đó. Wow, tôm này. Đấy, hai nhân vật chính đây các bạn. Oh, là. Là mình chỉ thử bóc này ra. Wow. Good. Đúng rồi, dân này. Mọi người làm đây thì đúng không? Mọi người biết cách làm ấy, mọi người tẩm gia vị mà ngon thật ạ. Tôm này thì ăn dễ hơn rồi, mọi người rạch ra giữa rồi này, bây giờ chỉ việc tách ra cái là ăn thôi. Đấy, cả một miếng tôm hùm. Tuyệt vời. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ thử tiếp cái con tôm này. Nói chung bây giờ mình sẽ bẻ một nửa ra các bạn, tại vì là không tí nữa kiểu như là mình không ăn hết được ấy. Đấy thì mình sẽ bẻ một miếng góc này ra thôi và thử con này. Rất ngon. Miếng tên là sao đặc biệt? Ở đây là miếng cá đuối đấy các bạn. Đấy. Cá đuối này.
cá đuối thì kiểu ăn vị nó cũng là lá như tôm hùm ấy. Không, mình chỉ ăn đúng một hai miếng tôm hùm, miếng cua, thế là thấy là bụng đã thấy hơi no no rồi các bạn. Đấy, thì hôm nay đều được cái trải nghiệm mà quây quần cùng mấy cái gia đình bản địa của người địa phương ở đây, đúng là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ đối với mình đấy các bạn. Cá này. Đấy. Cơm ở đây thì mọi người thường ăn cơm kiểu này đấy các bạn, cơm đỏ 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 này, không phải cơm trắng như ở Việt Nam mình. Một cái nước cua này chan với cơm ăn cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Chắc bây giờ mình phải làm một ít cơm để ăn cho nó chắc dạ. Ăn cũng đã ăn no rồi các bạn, và cũng gửi cả cô chú tiền đồ ăn này, tiền mọi người nấu cho nữa này. Thì đấy, cơm no rượu say rồi thì bây giờ là mình cũng chào tạm biệt tất cả gia đình. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Qua tập hôm nay thì các bạn cũng có thể hình dung một phần nào đấy cái cuộc sống người dân và làng chài ở ven biển của Madagascar sống như thế nào rồi đấy. Đấy, thì tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm những cái câu chuyện mới khác trên hành trình đây các bạn. Đấy, thì hẹn các bạn ở tập sau nha các bạn. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón chờ những cái trải nghiệm mới nhất của mình trên hành trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.